Kính thưa hội đồng, tại Chúa chúng ta thấy thời gian đi rất là mau, từ đêm thứ sáu cho đến chiều thứ hai, chúng ta thấy mới đó nhưng mà hôm nay cũng đã đến thì giờ chúng ta bế mạc. Cảm ơn Chúa trong suốt năm buổi chúng ta có được cơ hội để ngồi lắng nghe lời của Chúa. Đến cho quý ông bà anh chị em hội đồng chúng ta là sự nhắc nhở và khích lệ trong ơn phước và trong sự ban cho của Chúa. Và trong thời giờ này, tôi thay mặt cho ban tổ chức của hội đồng, tôi xin kính mời ông bà mục sư Nguyễn Văn Hoàng đến đây để chúng tôi sẽ có vài lời cùng với ông bà mục sư. Cảm ơn Chúa đã cho kỳ hội đồng Lửa Thiêng lần thứ 12 năm 2018 được tổ chức ở tại Vancouver, và chúng tôi cũng đã có cơ hội mời mục sư để làm chủ nhà hội đồng. Cảm ơn Chúa, mặc dù có bận rộn trong tất cả mọi công tác nhưng ông bà mục sư cũng đã nhận lời đến làm chủ nhà hội đồng Lửa Thiêng lần thứ 12 năm 2018 ở tại Vancouver. Cảm ơn Chúa trong suốt năm buổi giảng lời của Chúa qua hội đồng. Tất cả bốn hội thánh ở vùng BC này và những hội thánh bạn có cơ hội để đến tham dự, và chúng tôi thấy Chúa đã chúc phước và ban ơn trên tất cả quý ông bà và con cái của hội đồng. Chúa đã dùng thầy thơ Chúa để ban phát sứ điệp đem đến sự khích lệ nâng đỡ để dùng hướng dẫn chúng tôi nhiều, và hôm nay là chủ nhật thứ hai. Rất tiếc là trưởng ban tổ chức hội đồng sư Trương Tấn Long trưa nay ông phải bay về Pháp để dự hội đồng liên hữu Việt Nam thế giới ở tại Pháp, do đó tôi xin thay mặt cho ban tổ chức của hội đồng quý con cái Chúa xin kính gửi đến ông bà sư lời cảm ơn chân thành của hội đồng về tâm tình tấm lòng của ông bà cũng như ơn phước của Chúa ông bà chia sẻ cùng với hội đồng nay. Tôi xin Chúa chúc phước và ơn ở cùng với ông bà hôm nay. Ngài là một sư nói với tôi là bế mạc nhưng mà hy vọng sẽ có ngày sau đó chúng ta kéo hàng trở lại thì ba bước thì chúng tôi những cái diễn giả có nhiều diễn giả của Lửa Thiêng cũng đã đến đây một hai lần, thì tôi hy vọng tương lai nếu có được thì cơ hội các bạn có thể trở lại trong dịp này một lần nữa. Tôi xin chúc phước ban ơn và bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng tôi đối với ông bà mục sư. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng có một quà xin kính gửi đến ông bà mục sư với tấm lòng của hội đồng. Sư tạo cho tôi một cái cảm giác rất là sợ. Thanh Hương, vợ tôi và tôi đều những đứa rất sợ lên bảng, nhưng mà lần này tôi bộ được bình tĩnh để có thể nghe lời phê phán của tôi với Chúa, một bạn đồng lao của chúng tôi và cha mẹ chúng tôi, những người bạn đồng lao đã tận tụy rồi vì Chúa cho đến chết. Cái điều mà tôi muốn nhắc một câu nữa thôi, phước đức của ông bà để lại cho con đúng lắm quý vị. Để sống xứng đáng với Chúa và vun đắp cái con cái mình thì sẽ có những đứa con là mục sư đầy ơn như thế này. Một biểu tượng bác tự giá mình theo Chúa, tôi vinh dự trao cái thập tự giá không phải của tôi, một cái biểu tượng để bày tỏ lòng biết ơn với tôi tới Chúa đã tín nhiệm tôi
trao thác tất cả những cái trách nhiệm rất là vừa quý báu vừa nguy hiểm lắm. Tại vì nếu sứ giả đến mà truyền giảng những sứ điệp không sáng danh Chúa và đồng góp thạm cho anh chị em mình là một cái tội rất lớn. Nhưng mà tôi nghĩ là lời của mục sư Lưu đã cho tôi biết rằng nếu mà có phạm tội gì đó cũng sẽ được tha, và quý hội đồng cũng sẽ tha cho tôi những điều quý vị không vừa ý.